Mà lỡ Lâm thích em thiệt thì sao? Tao đã nói mày rồi, tí mày nói chơi em đi, chơi em đi là tụi tao sẽ vô cứu mày liền. Đại ca chắc không? Em nói chị chơi em đi là phải vô liền hay chưa? Nếu các bạn đang muốn kiếm chỗ chơi casino, cá độ đá banh hoặc tài xỉu thì hãy vào gowin39.com. gowin39.com là nhà cái uy tín nhất tại châu Á. Khuyến mãi nạp lần đầu lên đến 100%, nạp và rút tiền chỉ trong vòng 3 đến 5 phút. Vô. Được rồi. Phong, mở cửa cho thằng Hoàng vô. Dạ, được ạ. Hoàng hả? Vô. Hoàng hả? Mày có mang đồ cho tao không? Có nè, trà sữa trân châu cộng chai ly 7 màu. Được, tao không? Vô đi. Đại ca kêu em tới gấp có chuyện gì? Hoàng nè, mày vô băng đảng của mình bao lâu rồi? Đại ca cũng cho em gia nhập băng đảng 4 năm nay rồi. Vì tụi tao đối xử với mày ra sao? Dạ, đại ca lúc nào cũng lo cho đàn em trước. Ăn cũng ăn trước, lái xe cũng ngồi trước, đi bộ cũng đi trước, đánh lộn cũng vô trước, mà gặp cảnh sát cũng bị bắt trước. Chỉ có chơi gái là để đại ca chơi trước và tụi em chơi sau. Tại tao chơi trước, tao mới review. Đứa nào ngon tao mới giới thiệu cho anh em. Đỡ phải tốn tiền chơi lộn con, mày hiểu không? Đúng rồi. Mẹ hôm bữa tao lén đại ca đi chơi gái mà không ngờ tao chơi gặp con ghẻ có cu mày. Gì ghê vậy? Xong rồi có đập nó chặn rồi bỏ về không? Thôi, nhưng mà tao lỡ trả tiền rồi nên... Ủa tao chơi đẻ ra chơi kiểu chó luôn, đụng má khỏi cái đụng cu nó, mày hiểu không? Đụng má ghê quá. Ủa đại ca, nếu mà mình chơi mà không có đụng cu như vậy mình đâu phải BD đúng không đại ca? Đúng rồi, mày không bút cu nó thì mày không phải BD. Tao hồi xưa trong tù tao chơi như vậy không mà mày. Vậy hả? Vậy hay quá. Đúng rồi, em biết chơi lũ đít không à. Em đâu có đụng bút cu này nọ đâu, em không phải BD. Để em về em nói với thằng bạn trai em vậy nha. Hèn chi thích uống chai ly 7 màu rồi có cầu vòng này nọ nữa. Thôi, bỏ đi. Tao nói chuyện với mày nè Quang. Tao nghe anh em nói với tao là mày là cái thằng trung thành nhất băng đảng, đúng không? Dạ, em không dám nhận. Nhưng mà vì anh em, anh có thể làm tất cả mọi thứ. Em có thể hy sinh bản thân mình cho anh em luôn mà đại ca. Không, tao không cần mày hy sinh. Nhưng mà tao có một ví dụ rất khó khăn, chỉ có mày mới làm được. Dạ đại ca, nếu được em sẽ cố gắng hết sức. Mày có biết ông Vũ Râu không? Dạ biết, thằng cha Vũ Râu đó là trong cái khu Lidl Sài Gòn này. Băng đảng mình lấy hàng của ông bán mà. Nhưng mà mình lấy hàng của ổng á, mình chỉ bán được trong khu của mình thôi. Tao á, thì tao muốn bán hết cái khu Lidl Sài Gòn này, mày hiểu không? Dạ em biết. Mà đại ca muốn em kêu anh em xử ông hay gì? Không được. Tao đã mướn sát thủ giết ổng mấy lần rồi, mà giết hoài không được. Tụi bay chỉ có vô đó là chết thôi. Tao nghe nói là ổng học võ Thiết Bố Sam, đao thương bất nhập. Gì? Ghê vậy? Giờ đại ca muốn xử ông ra sao? Những người học võ Thiết Bố Sam á mày, cái tưởng nguyệt của ổng á nằm ở dưới cái lỗ đít. Chỉ trừ khi nào ông tuột quần ra mình mới giết ổng được thôi. Ồ, vậy hả? Tao nghe nói ông thích mấy thằng con trai trẻ, tóc dài, mặt khờ khờ. Oh shit. Nên tao muốn mày dụ ổng vô phòng, dụ ổng tuột quần ra thì anh em mới vô giết được. Được, nhưng mà em phải làm cách nào? Tao đã hẹn ông đến rồi, cho ông một món quà ông thích nhất. Là mày. Rồi sau đó mày dụ ông vô phòng. Lúc mày tuột quần ông xuống, mày chỉ cần ra cái tín hiệu chơi em đi, chơi em đi, thì tụi tao sẽ vô giết ông. Đồ má này khó vậy đại ca. Mày không thích hả? Thì tao không ép mày đâu. Ôi trời ơi, quá vậy sao đại ca kiếm khác đi. Nhưng mà tao đã hẹn ổng rồi. Ông nói là chỉ có mày mới hợp gu của ổng thôi. Vậy ổng rêu khét tên Hoàng luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà ổng nói thằng Hoàng á đẹp trai nhất, dễ thương nhất. Phong Phong. Đúng rồi.
Ông nói chỉ thích đồng ngoài đồng tính thôi. Thôi rồi bây giờ em muốn từ chối cũng được hả? Không được. Mà lỡ đâm đít em thiệt thì sao? Tao đã nói mày rồi. Tí mày nói chơi em đi là tụi tao sẽ vô cứu mày liền. Nhưng mà lỡ ổng đút vô đít mày rồi thì mày phải nói xuống quá, đứt sâu vô là tụi tao mới biết là khẩn cấp phải vô cứu mày liền. Đại ca chắc không? Em nói chị chơi em đi là phải vô liền hay chưa? Chứ không phải mà sướng, đợi nói sướng quá đút sâu vô trẻ lắm rồi đó. Quang à, mày đừng lo. Sau cái phi vụ này á, là mày sẽ là cánh tay phải của tao. Mày sẽ là đại ca của khu này. Mày hiểu không? Nhưng mà em nói chị chơi em đi là anh phải vô liền hay chưa? Ừ. Lúc xong á, mày sẽ có 6 thằng đàn em để sai khiến, mày hiểu không? Em không có kè, nhưng mà khi mà anh phải nghe là khi mà em nói cho em đi là anh phải vô liền hết chứ. Vinh hoa phú quý sẽ nằm trong tay của mày ở Hoàng. Thôi, được rồi, để em làm cho. Tốt rồi, gọi ông đi Phong. À, đủ. Khỏe không Long? Khỏe anh Dũng. Ừ. Từ từ mày. Mày làm gì gấp vậy? Đút sâu vô, đút sâu vô. Chơi đi, đủ má xuống nói không có đứa nào nghe đi, đút sâu vô. Đừng có chơi em đi. Mày đứng qua. Đút sâu nữa. Chơi đi. Mày em chơi. Đút sâu vô. Đủ má xuống đứa nào nghe vậy? Đút sâu vô. Tạ lắm. Khá. Kể từ hôm nay Little Sài Gòn này là của tụi bay. Cảm ơn anh Vũ. Không có thằng nào được bán thuốc phiện ở đây ngoại trừ tụi bay. Cảm ơn anh Vũ. Cái mồi của anh em tụi bay này. Thơm. Dạ. Thơm. 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 Khá lắm. Kiếm chỗ chơi casino, cá độ đá banh hoặc tài xỉu thì hãy vào gowin39.com. gowin39.com là nhà cái uy tín nhất tại châu Á. Khuyến mãi nạp lần đầu lên đến 100%, nạp và rút tiền chỉ trong vòng 3 đến 5 phút.